Sau 2 ngày tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay trên địa bàn thành phố có 2 hội đồng thi hệ không chuyên đặt tại trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và trung học phổ thông Uông Bí. Theo thống kê, toàn thành phố có 1.015 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hội đồng thi trung học phổ thông Uông Bí có 759 thí sinh, hội đồng thi trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ có 256 thí sinh. Các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào hệ chuyên sẽ thi tại hội đồng thi trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Thí sinh hệ không chuyên dự thi 3 môn chung, toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức với thí sinh. Bên cạnh đó, đề thi cũng có tính phân loại nhất định với câu hỏi hay, độc đáo, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy, liên hệ kiến thức tốt như đề ngữ văn, gắn với vấn đề thời sự về phòng chống đại dịch COVID-19 và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Quảng Ninh, thực hiện trách nhiệm góp sức trong công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, thành phố Uông Bí, ngành giáo dục, các hội đồng thi, lực lượng chức năng đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cả về cơ sở vật chất, lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, y tế trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đội ngũ cán bộ làm công tác coi thi được quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy định, quy chế thi. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, không ghi nhận trường hợp thí sinh nào vi phạm quy chế thi.